đây không phải là dung mạo xinh đẹp như thế nào, cùng dáng người, vóc dáng cân đối tinh xảo như thế nào có thể sánh bằng loại khí chất gần với đạo, vừa không giống phàm tục này, là người khác muốn bắt trước, cũng đều tuyệt đối bắt trước không ra. Đồng Linh Nga khép hai chân ngồi trước bàn trang điểm, hai mắt vô thần, hô hấp đình trệ, cả người như là đứng máy. Làm Linh Nga, người muốn liền như vậy, chắp tay nhường sư huynh ra sao, đúng lúc này, bên trong nhà tranh sát vách truyền đến một chút tiếng cười nói. Sư phụ, vị vân tiên tử này là hào hữu trí giao của đệ tử, trước đây cũng đã nhắc tới đối với sư phụ, hôm nay tới đây thăm chúng ta. À, đúng đúng, trường thọ đã nhắc đến người rất nhiều lần, vân tiên tử cứ tùy ý là được, cứ tùy ý là được, đến chỗ này, liền như ở trên đỉnh núi nhà mình vậy. Ai, trường thọ nhà ta rốt cuộc cũng được xem như tiên nhân thành thục rồi, trước đây bần đạo lo lắng nhất chính là hắn không thể kết bạn thân với ai, bần đạo thật sự quá lo lắng, quá lo lắng rồi, ha 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 linh nga lập tức nhíu mày hé miệng siết chặt bàn tay mặt nhỏ rơi đầy lệ sư phụ thế nhưng nhai như vậy liền làm phản đã nói ủng hộ vô điều kiện hai vị đệ tử thân truyền làm đạo lữ đâu khẽ hít một hơi đạo tâm của linh nga bốc cháy lên ý chí chiến đấu mẫu thân nói rất đúng nữ tử không hung ác gia đình không ổn định chính mình muốn tranh chính là vị trí trong đáy lòng của sư huynh lại có ưu thế may áo cho sư huynh nhiều năm như vậy lúc này chỉ cần củng cố phòng thủ thận trọng từng bước cũng không nhất định sẽ thua bởi vị vân tiêu tiên tử đại danh đình đình này không phải chỉ là đại đệ tử thánh nhân tu vi siêu nhiên sao nàng dù sao cũng là nữ tử vì này chính là sư muội ngươi sao bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói ôn nhu linh nga đột nhiên cảm giác có một tia gió nhẹ mát mẻ phất qua bên tai chính mình cả người mất hết mớ suy nghĩ lộn xộn đạo tâm trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều nàng quay đầu nhìn lại đã thấy trước cửa nhà tranh sư huynh nhà mình đứng chắp tay ngay ở bên người sư huynh vị tiên tử kia mỉm cười nhìn chăm chú vào chính mình trong khoảnh khắc này khung cửa phẳng phất như biến mất không thấy gì nữa sư huynh cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có vị tiên tử kia mang theo ái náy ánh mắt quái miệng ngụ cười ôn nhu phẳng phất như đang tự nhủ mạo một quấy giày nàng cũng không có địch ý lý trường thọ ấm giọng nói linh nga đừng có làm mất cấp bậc lễ nghĩa vâng linh nga liền vội vàng đứng dậy hạ thấp người hành lễ đối với vân tiêu đệ tử xin chào vân tiêu tiền bối vân tiêu tiến về phía trước phóng ra hai bước ôn nhu nói ta và ngươi tương giao không cần luận bối phận đạo môn ta hơn ngươi rất nhiều nguyên hội ngươi giống như muội muội của ta gọi ta một tiếng tỉ tỉ là được rồi nói đến câu cuối cùng vân tiêu lại vội nói đừng có suy nghĩ nhiều xưng hô tỉ tỉ chỉ là bởi vì tuổi tác mà thôi tỉ tỉ khuôn mặt linh nga đỏ ứng nhỏ giọng hô một câu cái chán lại có xu thế bốc khói trắng lý trường thọ nhìn vân tiêu lại nhìn sư muội nhà mình đột nhiên phát hiện ra vân tiêu tiên tử hiểu biết thật nhiều hiển nhiên là đã từng chú ý sự tình nhân duyên trong thế tục linh nga thay quần áo trước đi lý trường thọ nói ta sẽ dẫn tiên tử dạo chơi ở trên núi vâng sư huynh linh nga khéo léo đáp ứng một tiếng cảm nhận được ý thân cận lại truyền ra trong mắt vân tiêu trong đáy lòng ngâm khẽ một hồi chờ Lý Trường Thọ đóng cửa gỗ, cùng với Vân Tiêu Tiên Tử đi đến bên hồ dạo bước. Linh Nga thở phào một hơi, ngồi ở kia lập tức bận rộn. Cuộc chiến này, đánh như thế nào, nữ tử ôn nhu như nước như Vân Tiêu Tiên Tử, nàng cho dù là nữ tử nhìn thấy cũng đều tim đập nhìn thịch. Bằng vào tính tình phiền phức của sư huynh, cho dù ban đầu không muốn có quan hệ đạo lữ cùng với Vân Tiêu Tiên Tử, cũng tuyệt đối không có khả năng dù lời nói độc ác từ chối nhân vật có thực lực cao thâm như vậy. Sau một thời gian dài, tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm. Lúc đầu, lúc bên người sư huynh xuất hiện những nữ tử khác, Linh Nga cảm thấy uy hiếp, nhưng cũng nhìn thấy hy vọng. Lúc ấy Linh Nga cảm thấy, tính tình sư huynh nhà mình chỉ bằng vào một mình nàng là tuyệt đối không giải quyết được, tốt nhất là có người cùng nhau hiệp trợ, mới có thể mở ra cánh cửa trái tim của sư huynh. Khi đó Linh Nga xem đối thủ như minh hữu, chính là tử cửu sư thúc cùng với hữu cầm sư tỷ. Nhưng tử cửu sư thúc quá ham chơi, hảo cảm đối với sư huynh cũng bị sư huynh chuyện lên trên rượu ngon, nàng biểu lộ hào cảm đối với sư huynh trước hết nhất kết quả đã sớm đi vào đoàn giữa lão tiểu quỳnh phong mà hữu cầm sư tỷ sư huynh lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy nàng không đủ thành thục lại bất đồng ý kiến với nhau cuối cùng càng chạy càng xa trên con đường pháp bảo người đúng lúc này một vị tiên tử phù hợp hoàn mỹ với điều kiện chọn đạo nữ của sư huynh xuất hiện ở thế giới bên ngoài tiểu quỳnh phong cũng là vào sau khi chính mình phi thăng thành tiên sư huynh đã mở lòng với chính mình ai Linh Nga nhìn vào gương, lúc chính mình thất thần đã trải xong mái tóc. Ngẫm nghĩ, Linh Nga lấy ra một chiếc ngọc trâm từ bên trong pháp bảo chữ vật, cắm ở phía trên tóc mây, nhìn vào trong gương đánh giá. Cũng không thể tùy tiện nhận thua, cùng lắm thì đêm nay liền khóc cho sư huynh xem. Ừm, trước tiên chọn một chiếc váy nhỏ xinh. Đi dạo bên hồ, Lý Trường Thọ cười giới thiệu các loại linh ngư nuôi trong hồ, cùng với mùi vị của bọn chúng. Vân tiêu tiên tử nghe được có một chút nhập thần, Nghe nói sau đó Lý Trường Thọ sẽ đích thân động thủ làm một bữa mỹ vị, trong mắt toát ra một chút chờ mong. Sau khi tán gẫu một hồi, Lý Trường Thọ dẫn chủ đề tới bên trên chính sự. Hai chuyện thiên tử nói tới là gì? Vân Tiêu cười nói. Ngươi là trí tuệ của đạo môn bây giờ, sao không đoán thử xem? Lý Trường Thọ lắc đầu, nghiêm trang nói. Không có chỗ tốt, ta cũng lười nhác hao phí tâm thần. Như vậy, ngươi muốn chỗ tốt nào? ừm. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, mặc dù rất muốn nói gối đùi gì đó, nhưng ra mặt trung quy là còn không có dài đến tình trạng như vậy. Rụt rè vừa phải, là phẩm chất ưu tú đệ tử nhân tộc đều phải có, Lý Trường Thọ thở dài. Mà thôi, vẫn không dám trêu cợt ngươi, Vân Tiêu nhìn về phía mặt hồ sóng gợn lan tan bên cạnh, nói khẽ. Ta cũng sẽ không cầm kim đấu đánh ngươi. Đánh là được rồi, còn muốn dùng hỗn nguyên kim đấu, Lý Trường Thọ cố ý nhíu mày, Vân Tiêu bị chọc hé miệng cười khẽ, trong mắt mang theo một chút oán trách. Không nói dỡn, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: Ngươi là đến vì bạch trạch cùng với sự đình lục áp, lo lắng ta bị yêu tộc tính kế, có đúng hay không? Ừm, Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Bạch trạch có tin được không? Lý Trường Thọ nói. Còn đang quan sát, bất quá bạch tiên sinh lúc này đã có thể đạt được ba thành tín nhiệm của ta. Năm đó y là yêu soái, càng là nhân vật mưu trí vô song, đấu thắng côn bằng yêu sư, thần thông dự cảm tai họa cũng có một chút lợi hại, vân tương nói khẽ. Y nhất định sẽ không vô duyên vô cớ đến cậy nhờ ngươi. Chuyện này, ta sẽ chậm rãi nói với ngươi, sự tình này rất dài dòng. Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng, từ lúc lục áp phát ra hịch văn thảo phạt thiên, nói đến chính mình và sư huynh bắt được bạch trạch lại nói lý luận su cát tị hung mà bạch trạch hậu chi hậu giác nói ra vân tiêu cẩn thận suy tính cẩn thận suy nghĩ như thế ngược lại là có bảy tám phần độ tin cậy lý trường thọ cười nói bạch trạch là vì vào nhân giáo tránh tai họa cũng được hay là dự cảm được bên trong thiên địa có đại kiếp cũng được nước này đều đã bị huyền đô sư huynh chế trụ nguyên thần vị thủy thú bạch trạch này không thể dùng tư duy của nhân tộc để bình phán quan hệ giữa y cùng với yêu tộc phương diện bạch trạch đứng có lẽ còn muốn cao hơn một chút. Ta có thể cảm giác ra, y có một loại thương xót đối với vạn linh chúng sinh, có lẽ đây chính là nguyên nhân y được thiên đạo liệt vào thụy thú. Nếu trong lòng ngươi đã hiểu, ta đây liền không lo lắng nhiều, Vân Tiểu Ôn Nhu nói. Nghe lời ngươi nói vừa rồi, ngược lại là cảm thấy, vị bạch trạch này bị hành hạ, cũng khá là đáng thương, Lý Trường Thọ nhún nhún vai, nghiêm mặt nói ta hiện tại chỉ có bản lĩnh bày mưu nghị kế nếu không tiến hành đề phòng cẩn thận làm sao có thể sống đến khi có thể đứng sóng vai cùng với ngươi vân tiêu hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt của lý trường thọ chân thành nói lúc này ta và ngươi không phải đang sóng vai mà đi sao chuyện này một chút tự đại nam nhân thường có mà thôi không cần để ý lý trường thọ dùng tay làm dấu mời chuyện thứ nhất là lo lắng bạch trạch tính kế ta chuyện thứ hai thế nhưng bởi vì trong tay lục áp có một ít pháp bảo lợi hại yêu đình để lại. Hả, pháp bảo lợi hại nào? Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Chỉ là nghe nói người động thủ cùng với thái tử yêu tộc, lo lắng người bị thương sẽ còn dáng chống đỡ vì mặt mũi nhân giáo, tới nhìn một chút trong đáy lòng mới có thể an ổn. Ta và ngươi quả nhiên là đã tiến vào cảnh giới ấm lên, trong mắt Lý Trưởng Thọ mang theo vài phần xúc động. Vân Tiêu lại xoay chuyển lời nói, thuận tiện cũng tới nhìn ngươi là có trước sau như một hay không ta muội thường nói nam tử nhân tộc là đa tình nhất ít có người đáng tín nhiệm đây là ảnh hưởng khi sinh ở hậu thiên thấy linh nga ta ngược lại là cảm thấy yên tâm cái chán của lý trường thọ treo đầy vạch đen khẽ gọi một tiếng vân tiêu ừm hai bàn tay trái phải ấn trên đầu vai của vân tiêu vân tiêu cũng đều có một chút kinh ngạc nhưng thấy mặt mũi lý trường thọ tràn đầy nghiêm túc tạm thời chưa tránh thoát đi lý trưởng thọ thở dài nói loại sự tình này không thích hợp để ngươi suy nghĩ nếu không ta liền cảm thấy ai náy có phải phàm tục chi tâm của ta đã làm bẩn đạo tâm tinh khiết của ngươi có có sao vân tiêu tiên tử nháy mắt mấy cái ánh mắt có một chút thấp thỏm nhỏ giọng nói những điều này vốn là đại đạo đạo tâm của ta cũng không phải là không nhiễm phàm trần không phải lý trưởng thọ bình tĩnh thu hồi hai tay khe khẽ thở dài. Đôi tay này liền không rửa. Vân Tiểu lúc này cũng đã phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp chợt lóe lên vẻ đỏ ưng. Ừ. Hừ, quả nhiên là không thành thật, ta sẽ trở về. Đùa thôi, đùa thôi, tới cũng đều đã tới, dù sao cũng phải ở lại ăn bữa cơm, Lý trưởng Thọ vội nói. Còn có, tiên tử thấy tiểu Quỳnh Phong này bố trí như thế nào? Ừm ta ngược lại thật ra cũng không nhìn kỹ, cửu thiên tức nhưỡng, ngũ hành hoán thiên trận, loạn lôi sát trận, chuyện này, vân tiêu nhíu mày nhìn khuôn mặt mang theo đắc ý của Lý Trường Thọ, không nhịn được dùng ngón tay nhỏ nhắn nâng chán. Ngươi quả nhiên là, đại trận ở trên núi này, lại là so với tâm tiên đảo chúng ta còn nhiều hơn gấp mấy lần, ngươi đang sợ cái gì, nếu là có cường địch gì không ứng đối được, ta cũng có thể giúp ngươi ra tay, Lý Trường Thọ đắc đầu, cười nói bất quá là tránh trước tai họa mà thôi dứt lời hắn quay người nhìn về phía nhà tranh linh nga đã cưỡi mây bay tới lý trường thọ nói nếu không có sự sắp xếp ở đây ta sẽ phải phân tâm chuyện gia đình khi đi ra ngoài gia đình trong đôi mắt đẹp của vân tiêu sệt qua mấy phần hiểu rõ ôn nhu nói linh nga xác được thanh tú cực kỳ đáng yêu nếu nàng rảnh rỗi ta thật sự muốn mang nàng đến tam tiên đảo ở một đoạn thời gian lý trường thọ nghe vậy lập tức có một chút nghĩa không ra, tạm thời nhìn không thấu ngưỡng nghĩa trong lời nói. Có vẻ như có một trò chơi tâm lý nhỏ ở đây, và số lượng các tầng liên tục lao thang. Vân tiên tử, ai nha, tiểu thọ thọ đưa người từ bên ngoài sân môn vào. Bên trong phòng bài bạc, tử cửu vừa nghe được tin tức như vậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tử vũ thi ở bên cạnh cũng có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ngược lại là sư tổ tiểu quỳnh phong chân chính giang lâm nhi, cười xùy một tiếng đối với hùng linh lị chạy đến đưa tin các người đều không dùng tiên thức dò xét cảnh vật chung quanh sao, tử cử và tử vũ thi thành thành thật thật lắc đầu, hùng linh lị mạo đầu. Đó là cái gì? Nguyên thần tiếp xúc, lực cảm giác mà luyện khí sĩ đều có. Giang Lâm Nhi có chút vô lực vỗ vỗ cái chán, thật sự không biết nên mắng những nụ hoa tu hành ở trong núi này như thế nào, mấy chục năm gần đây tử cử không ra ngoài dạo chơi, nửa điểm tính cảnh giác cũng không có. hở tử cử buồn bực nói, làm sao chỉ có thể nhìn thấy Linh Nga cùng với tiểu thọ thọ, ở phía đối diện Linh Nga là một đoàn sương mù. Đây là thuật che mắt vô cùng cao minh, đồ đần, Giang Lâm Nhi lắc đầu một hồi, biểu thị im lặng, tự cửu vội hỏi. Sư Nương, nữ tử kiên nhìn như thế nào? Giang Lâm Nhi không khỏi khịt mũi coi thường. Nói như ta có thể nhìn thấu vậy, tự cửu không nhịn được liếc mắt. Rất đẹp, Hùng Linh Lị tăng thêm âm thanh tại cửa ra vào vừa rồi ta đã ngớ người khi đi giao trà, cái loại này, cái loại này, ta cũng không biết nên hình dung như thế nào. Biểu huynh cũng thực sự ôn nhu đối với vị tiên tử này, Linh Nga còn giống như gọi vị tiên tử đó là tỷ tỷ. Cái gì? Giang lầm nhi nhấc ngữ điệu lên, nàng vốn dĩ ngồi giặt dẹo ở bên trong ghế bành, vào giờ phút này lập tức ngồi thẳng người, cán răng nói. Đây là không quan tâm ai tới trước ai tới sau sao. Tiểu trường thọ sao có thể để Linh Nga gọi tỷ tỷ đối với người khác, rõ ràng là Linh Nga tới trước, hừ hừ, vốn dĩ không có ý định nhìn trộm việc tư của người khác, bản sư tổ hiện tại không nhịn nổi, nhìn ta đây. Nói xong, Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng lay động bàn tay trắng nõn, ngoài cửa có hai mảnh lá rụng bay tới, chui vào đầu ngón tay của nàng. Thì triển bí pháp ếch ngồi đáy giếng, hai mảnh lá cây kia dán ở trước mắt Giang Lâm Nhi, ánh sáng xanh lấp lánh, Giang Lâm Nhi lập tức nhìn thấu trở ngại rừng rậm, thấy được ba người uống trà bên hồ, Tiên tử vốn dùng tiên thức không có cách nào dò xét kia, vào giờ phút này rốt cuộc cũng hiển lộ hình dáng. Ờ, thật đẹp. Đúng không, đúng không, Hùng Linh Lị tràn đầy hưng phấn phụ họa, mặc dù chính mình cũng không biết hưng phấn vì cái gì. Tiêu cử cùng với tử vũ thì ở bên cạnh tiến tới, Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng ngay đụng bàn tay trắng nõn, lại hút tới vài miếng lá cây, thi pháp cho hai người đeo lên, ba người cùng nhau quan sát từ xa. Tử Cừu đầu tiên là nhẹ giọng tán thưởng, sau đó thầm nói: "Linh Nga hôm nay cũng không kém đâu, còn dễ nhìn hơn một chút so với bình thường." Tiểu Trường Thọ này, còn muốn bắt cá hai tay mà không gây ra tiếng động, Giang Lâm Nhi cắn răng mắng: "Dám làm cho Linh Nga ủy khuất, bản sư tổ sẽ cầm đao chém hắn." Tử Cừu lại nhíu mày nói thầm: "Chống Linh Nga cũng không phải thật sự vui vẻ." Các nàng đang tranh ánh mắt của tử vũ thi đột nhiên trở nên sắc bén lên. Nhìn cái cổ của Linh Nga, nàng mặc chiếc cổ áo quý giá nhất ở bên trong, đây chính là nàng chuẩn bị mặc lúc thành hôn, tử cửu nếp nếp cái cầm. Thật, thật sự rất xảo diệu, các ngươi nhìn kỹ biểu tình của tiểu thọ thọ, hắn hiện tại giống như có một chút khẩn trương, bầu không khí ở đó gần như đông cứng lại. Ai, Linh Nga thật là một nữ tử ngốc, Sang Lâm Nhi lộ ra biểu tình coi nhẹ thế thái khẽ nói. Sao trái tim cho kẻ phụ bạc, chỉ nguyện đời này sống bên quân." Tử Cừu đột nhiên nói. Linh Nga đã sắp thua trận, vị tin tử kia nói gì đó, khuôn mặt Linh Nga có một chút ửng đỏ, Tử Vũ Thinh ngâm khẽ vài tiếng, đề nghị: "Chúng ta có cần giúp Linh Nga một chút không?" "Chuyện này làm sao giúp?" Giang Lâm Nhi hỏi lại. "Đây dù sao cũng là việc tư của người ta." nếu như linh nga không có ý kiến đối với một đạo hai lữ trưởng thọ chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi mà thôi chúng ta cũng không quản được nói trở lại người tới có tụ vi gì vì cái gì vừa rồi ta nổi lên một chút ý trêu cợt đối với nàng linh giác liền nhảy giống như đối mặt với sinh tử đại kiếp vậy linh lỵ người có nghe trường thọ cùng với linh nga gọi danh hào vị tiên tử này không biểu huynh chính là gọi tiên tử linh nga gọi tỷ tỷ ta có biện pháp Tử cử nắm chặt quyền, bàn chân mảnh khảnh đi đôi dép rơm mềm mại dẫm ở trên ghế, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy ý chí chiến đấu. Các người thử nghĩ xem, nếu như Tiểu Quỳnh Phong đổi người làm chủ, chúng ta còn có thể tiêu dao không buồn không lo như thế này sao? Chúng ta nhất định phải làm cho Linh Nga biết, đằng sau nàng, cũng có người duy trì. Duy, Giang Lâm Nhi không nhịn được cười ra tiếng. Người muốn đi đá một cước liền đi, kéo chúng ta xuống nước làm gì, Đừng để cho tiên tử hiểu lầm. Ta đá một cước làm cái gì, tiểu trường thọ kém một mối phận so với ta. Từ cử hư một tiếng. Sư nương ngươi có giúp hay không, không giúp ta đi nói cho sư phụ, ngươi uống say nói những lời đó. Giúp, giúp, giúp còn không được sao, giang lâm nhi bất đắc dĩ cười một tiếng. Sa mặt của sư phụ ngươi còn mỏng hơn giấy, nếu biết ta không cẩn thận nói ra chuyện lý thú bên trong phòng chỉ sợ là sẽ bế quan mấy ngàn năm không ra khỏi cửa, thật sự còn dễ xấu hổ hơn so với nữ nhân, nói đi tiểu cửu, ngươi muốn làm gì? tiểu cửu xoa cầm suy tư một hồi, rất nhanh liền đắc ý nói một câu. Hừ hừ, tiểu tiên tự có rượu kế. Thế là, một lát sau, một đóa mây trắng trở bốn đạo thân ảnh, từ phòng bài bạc trôi về hướng bên hồ. Ba đạo thân ảnh ngồi quanh bàn thấp uống trà nói chuyện phiếm dưới bóng cây bên hồ, cùng nhau nhìn về phía bên này mây trắng rơi cách đó vài bước chân và nhẹ nhàng tan biến trên cỏ hiện lộ ra thân hình bốn vị nữ tử thực sự có thể nói là xinh đẹp như hoa mỗi người mỗi vẻ các nàng thống nhất động tác từng người nâng một chiếc khay tiến về phía trước cái chán của lý trường thọ treo đầy vạch đen muốn phản nàn lại không tiện mở miệng chỉ có thể đưa tay xoa xoa mí mắt phía trước nhất là tử vũ thi thanh tú động lòng người đoàn trang thư nhã hạ thấp người hành lễ đối với vân tiêu tiên tử cúi người buông chiếc khai trong tay xuống đặt một đĩa tráng miệng ở trước mặt Linh Nga. Đồ ăn ở bên trên đĩa tráng miệng, xếp thành chữ Linh. Từ vũ thi hạ thấp người lui ra phía sau, Giang Lâm Nhi mặc váy nữ tiên của đội tiên môn hướng về phía trước, đặt một đĩa tráng miệng chữ Nga ở trên bàn thấp, cũng hạ thấp người hành lễ lùi về sau. Vân tiêu tiên tử mỉm cười gật đầu thăm hỏi, Linh Nga lại là gương mặt đỏ bừng, không nhịn được lấy hai tay che mặt. Sau đó, Hùng Linh Nghị như một hòn non bộ đi tới, mặc tiên váy bó chặt, ngồi xổm ở trước bàn thấp, ngón tay cầm đĩa tráng miệng như là đồ chơi cười hắc hắc bỏ xuống liền chạy ở trên đĩa tráng miệng này viết chính là chữ tất mà hùng linh lị rút đi từ cừu ngàn năm mới mặc tiên váy hướng về phía trước đặt đĩa tráng miệng chữ thắng cuối cùng xuống ôn nhu nói mấy vị dùng thông thả không đủ lại gọi chúng ta vân tiêu nhẹ nhàng gật đầu ôn nhu nói làm phiền ánh sáng phản chiếu của mặt hồ rơi xuống làn da mỏng manh như pha lê của vân tiêu chiếu lên khuôn mặt không bị không diễm nhưng lại đẹp đến không gì sánh được kia, làm cho Tử Cửu cũng đều không nhịn được nhìn mà trợn tròn mắt. "Không, không có việc gì, tiên tử, chúc ăn ngon miệng." Nói xong, Tử Cửu nhanh chóng quay người, ngẩng đầu nhanh chóng chạy ra. Lời nói chuẩn bị lúc trước, một chữ cũng đều nói không ra, Linh Nga thực sự nhìn không ra tình hình trên bàn thấp, còn chưa tìm ra cách để giải thích, lại nghe thấy một tia truyền âm của sư tổ, ngẩng đầu nhìn về phía biển rừng cách đó không xa bốn tin tử đoàn dưỡng lão tiểu quỳnh phong vào giờ phút này đang giơ cao hai tay như là rong biển không ngừng lắc lư theo thứ tự đồ trắng miệng vừa dao vừa nhảy vừa xoay người lộ ra những ký tự to lớn trên lưng sư muội chắc thắng linh nga tất thắng sư muội chắc thắng bởi vì khổ người của hùng linh lị quá lớn chữ chắc được tô sáng linh nga gần như đã khóc khi nhìn thấy điều này cũng không nhìn đối thủ là ai sao Hục, Lý trưởng thọ ở bên cạnh giới thiệu. Những người đi tới vừa rồi có sư thúc quan hệ thân cận với ta, cũng có sư tổ của ta, còn có một vị sư thúc kiếp trước là thanh mai trúc mã của sư phụ. Sau khi đầu thai chuyển thế trở về bên trong môn. Tỷ tỷ ngươi đừng suy nghĩ nhiều, mọi người, mọi người chỉ là. Trong mắt Vân Tiêu hàm chứa một chút ý cười, nói khẽ. Tất cả mọi người đều rất thú vị. Sư muội tiên tử. Lý Trường Thọ nâng tách trà lên nhấp một hớp. Không bằng chúng ta đi lên bên trên hát trì phong bên cạnh, hôm nay ta sẽ là một bữa cơm canh, Vân Tiêu Ôn Nhu nói. Có thể để ta cùng với Linh Nga đi qua chậm hơn một chút không, ta có mấy câu muốn can dặn Linh Nga, Lý Trường Thọ lập tức nhíu mày. Tiên tử Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không khi dễ Linh Nga, Lý Trường Thọ nhưng vẫn nói. Chuyện này chỉ sợ có một chút không ổn. Linh Nga lại là lần đầu tiên ngắt lời của sư huynh. Sư huynh, để ta ở một mình cùng với Vân Tiêu Tỷ Tỷ đi. Cũng được, các người hãy tới sớm một chút. Lý Trường Thọ đứng dậy, có một chút không yên lòng mà nhìn hai người, quay người cưỡi mây đi về hướng hắc chỉ phong, thuận tiện mở ra đạo nhân giấy bên trong tay áo của Linh Nga. Nhưng mà, Lý Trường Thọ còn chưa nghe được nửa chữ, Vân Tiêu điểm ngón tay nhỏ nhắn đối với tay áo của Linh Nga một chút, đạo nhân giấy lý trường thọ mất đi liên lạc trong nháy mắt chuyện này lý trường thọ chỉ cảm thấy đau cả đầu lập tức mở ra đạo nhân giấy tại các nơi tiểu quỳnh phong bỗng nhiên phát hiện ra linh nga cùng với vân tiêu đã đi lên một chiếc thuyền mây tung bay ở trên linh hồ ngăn cách tiền thức quan cảnh như sương mù nghe không được nhìn không thấu lý trường thọ được rồi không muốn để cho ta nghe không nghe là được cưỡi mây rơi vào hắc trì phong bạch trạch đã phút sợi dâu bước nhanh mà đến từ bên cạnh đầm nước quét đi phiền muộn trước đó đi hai vòng quanh người lý trường thọ chật chật hơn mười mấy lần dựng thẳng ngón tay cái lên truyền âm nói thủy thần chỉ riêng chuyện này mà nói đế tuấn bệ hạ liền kém sang ngươi vân tiêu tiên tử lại chủ động đến nhà chật chật vốn cho rằng ở giữa ngươi cùng với vân tiêu tiên tử hắc hắc thật lợi hại lý trường thọ tức giận truyền âm lợi hại cái gì nếu đánh nhau thì phải làm sao bây giờ ai yên tâm đại năng như vân tiêu tiên tử làm sao sẽ tranh giành tình nhân cùng với tiểu linh nga bạch trạch cười tiếp tục truyền âm hẳn là thật sự có chuyện muốn tìm linh nga thoải mái tinh thần thoải mái tinh thần bất quá nói đi cũng phải nói lại vận hoa đảo của thủy thần thật sự không tầm thường tính cả hữu cẩm huyền nhã ta và ngươi vẫn luôn thương nghị trước đó vị tiểu cửu sư thúc ngày hôm nay kia cũng là có một chút ý tứ đối với ngươi lý trường thọ lắc đầu thở dài đừng có sắp xếp những thứ này, ta nói chính mình một lòng hướng đạo, đoán chừng cũng không có ai tin. Bần đạo tin, Bạch Trạch có một chút nghiêm túc truyền âm trả lời. Không phải như vậy thì thủy thần ngươi ở bên trong mấy trăm năm, làm sao có được tu vi như thế? Bạch tiên sinh, Lý Trường Thọ lập tức cảm động không hiểu, vừa định xưng một tiếng trì kỷ, Bạch Trạch lại cong khóe miệng lên. Đáng tiếc, thông thiên lão ra không tin, đoán trừng thái thanh lão ra cũng không tin, lý trường thọ. Nấu cơm đi, hôm nay ta chủ bếp, mau thái thịt sửa nồi giúp ta. Thủy thần đừng vội, vân đạo đến ngay. Chuyện kia Trên thuyền mây chập trùng, Linh Nga nhìn tiên tử ngồi ở bên cạnh chính mình, khoảng cách cùng với chính mình bất quá chỉ một thước, muốn mở miệng đánh vỡ trầm mặc như vậy, lại không biết là cái gì. Vân Tiêu nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ của Linh Nga, nhẹ giọng hỏi ta có khiến cho người khó xử hay không không có linh nga lập tức đáp lời lúc sư huynh nhìn tiên tử tỉ tỉ ánh mắt đều là thực sự ôn nhu tiên tử trong lòng sư huynh khẳng định là nặng nhất cũng sẽ không bởi vậy bởi vậy mà khó xử vân tiêu chuyển ánh mắt đến bên trên gương mặt có một chút bối rối của linh nga ôn nhu nói người sợ ta trách tội hắn sao làm sao có thể nói là trách tội chỉ là chuyện này, nhưng thật ra là có một chút sợ, nhưng chỉ là một ít, thành phần rất nhỏ, mà thôi. Người quả thật giống như sư huynh ngươi nói, là một cô gái ngốc nghếch, Vân Tiêu nhẹ nhàng nâng tay, kéo cổ tay của Linh Nga, thở dài một tiếng. Linh Nga cả gan, nhỏ giọng hỏi. Tiên, tỷ tỷ, ngươi cũng có tâm sự phải không? Không muốn nói với người khác, tự nhiên đều là tâm sự, Vân Tiêu nhìn chăm chú vào hồ nước, chậm rãi nói. Trước khi tới nơi đây, ta đã đi hồi lâu ở trong thế tục, muốn tìm đến một phần đáp án có quan hệ việc này. Linh Nga nháy mắt mấy cái. Đáp án Đáp án liên quan tới tình yêu nam nữ, đạo âm dương, nhân duyên sinh linh, Vân Tiêu nhẹ nhàng nói. Ta là sinh linh tiên thiên, vào trước khi ở chung cùng với sư huynh ngươi, chưa bao giờ có niệm tưởng như vậy. Nghĩa huynh cùng với hai vị muội muội của ta cũng là như vậy, kiến thức của bọn họ đối với tình niệm phàm tục cũng là nửa vời, muốn ngộ đạo, trước tiên phải biết tại sao, vì thế, ta đi dạo bên trong phàm tục, thăm dò nhân duyên chi đạo, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra, ta dường như đã sai. Nhân duyên chi đạo của sinh linh hậu thiên, có liên quan mật thiết đến sự sinh sôi của các sinh linh, động lực của nhân duyên chính là tình phàm tục, mà đây chính là những thứ ta thiếu hụt, nàng lộ vẻ mặt thất lạc, giọng nói càng ngày càng nhàn nhạt. nhạt ta và sư huynh người lúc này chưa đến đạo lữ, hắn đối với ta cũng từ lúc mới đầu không dám từ chối, dần dần có hào cảm, hào cảm dần dần ấm lên. Nhưng hắn không biết chính là, sau khi ta rơi vào tình kiếp, đạo tâm mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, đến mức bây giờ đạo tâm không có cách nào xóa nhỏ thân ảnh của hắn, giống như ma chướng vậy. Đợi đến khi ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, mới biết đây là do tu đạo thanh lãnh trong năm tháng dài đằng đẵng hóa thành ái mộ muốn là bạn cùng với hắn, nhưng ta trung quy đã sai sư huynh hắn, ừm, xác thực rất thú vị, Linh Nga nói như vậy, nhìn khuôn mặt thất lạc của Vân Tiêu Tiên Tử, có một chút đau lòng không hiểu. Tỷ tỷ sai gì chứ, việc này vốn phát ra từ trái tim, chỉ cần tỷ tỷ không chê ta, ta cũng không sẽ. Ta nói sai, là ta nhập tình kiếp sai, ta nên phá kiếp trước, lại quen biết cùng với hắn, Vân Tiêu cười nhẹ vuốt vuốt tay nhỏ của Linh Nga, thở dài lần trước sau khi gặp gỡ cùng với hắn hai chuyện hoang mang không ngừng lượn vòng trong đáy lòng ta nếu ta vượt qua tình kiếp đạo tâm khôi phục thanh minh một lần nữa phải chăng còn sẽ có thân ảnh của hắn ta cùng với hắn thật sự có thể tu thành nhân duyên quả sao linh nga nháy mắt mấy cái quả thực hơi kinh ngạc còn có thể như vậy sao tu vi cảnh giới càng cao chính là càng gần với đạo ngày ta cùng với hắn tu thành nhân duyên quả cũng chính là thời điểm ta phá kiếp chẳng phải sẽ khiến hắn đau lòng sao, người giống như ta, những gì không có lợi cho đạo, vốn đều xem như là ma chướng. Cũng bởi vậy, ta mới đi đến phàm tục nhân tộc, lại phát hiện ra chính mình lại sai. Lại sai cái gì? Ở bên trong nhân duyên, sinh linh tiên thiên giống như ta, kỳ thực không thể thực sự cho hắn sự đáp lại mà hắn xứng đáng có được. Tình cảm của con người nằm ở sự bảo vệ và hỗ trợ lẫn nhau, ta trung quy là không thể cho hắn được những thứ này. Linh nga không khỏi nhíu mày suy tư, cố gắng lý giải hàm nghĩa trong lời nói của Vân Tiêu. Tỷ tỷ là cảm thấy, tỷ tỷ là bởi vì đạo tâm có thiếu hụt, mới độ tình niệm đối với sư huynh ta, mà sư huynh ta đang không ngừng mở lòng đối với tỷ tỷ. Sau đó tỷ tỷ lo lắng, chờ hai người tỷ tỷ đi đến một bước kết thành đạo nữ, đạo tâm của tỷ tỷ khôi phục viên mãn, ngược lại sẽ phai nhạt tình niệm đối với sư huynh. Sau đó tỷ tỷ quan sát phụ phụ phàm nhân sinh hoạt như thế nào, lại cảm thấy chính mình là sinh linh tiên thiên không cho được sư huynh loại tình cảm đồng cam cộng khổ đồng tâm hiệp lực kia vân tiêu ôn nhu cười một tiếng nói ngươi quả nhiên là vô cùng thông minh linh nga ngượng ngùng cười cười trên đỉnh đầu toát ra một tia khói trắng chỉ thiếu một chút đầu óc của nàng đã choáng váng rồi hơn nữa sự bất đắc dĩ trong mắt của vân tiêu càng trở nên nồng đậm ta suy tính được sau này có lẽ sẽ có một trận đại kiếp thân cận với hắn dẫn hắn vào bên trong kiếp nạn thật sự là không công bằng với hắn nhưng ta lại không có cách nào quyết tuyệt cùng với hắn linh nga nói khẽ ngày hôm nay tỉ tỉ đến đây không phải là muốn đến gặp ta đó chứ không sai ta muốn tới nhìn ngươi một chút vân tiêu đặt tay nhỏ của linh nga ở trên đầu gối mình cũng muốn nói cho ngươi một tiếng ta và ngươi sư huynh cho dù kết thành đạo lữ cũng là làm bạn đồng hành trên con đường tu đạo chiếm đa số ngươi không cần hoảng hốt vì thế tình cảm mà sư huynh ngươi cần từ đầu đến cuối chỉ có ngươi mới có thể cho. Sau ngày hôm nay, ta sẽ bế quan chờ đại kiếp tiến đến, tận lực đặt hắn ở bên ngoài đại kiếp, nếu ta có thể vượt qua kiếp nạn. Sư huynh kỳ thật biết được kiếp nạn của tỷ tỷ ngươi. Ừm, vân tiêu thoáng có một chút trở thấy không kịp. Linh Nga nhẹ nhàng thở vào một cái, nói. Mặc dù sư huynh chưa hề nói với ta những chuyện này, nhưng ta xác định, sư huynh là tuyệt đối biết những chuyện này ban đầu lúc hắn cho ta ngọc trâm này nhắc đến tỉ tỉ khóe miệng sẽ hơi nhếch xuống phía dưới cánh mũi sẽ hơi mở ra một chút trong mắt có một chút bất đắc dĩ cũng có một chút buồn bực hơn nữa bên trong lời nói cũng đều ẩn giấu một chút xoắn suýt sư huynh đối với tỉ tỉ khi đó tất nhiên là đã động tâm nhưng có chuyện gì làm cho sư huynh nhìn mà dừng lại ban đầu ta tưởng rằng sư huynh tự giác kém tu vi tỉ tỉ nhiều lắm nhưng về sau lại chứng minh không phải sau khi sư huynh đề cập về tỷ tỷ đối với ta hai lần, rõ ràng là làm ra quyết định, bắt đầu mưu tính gì đó, mỗi lần mưu tính, đều là bế quan nghĩ viển vông mấy năm. Ta ngẫu nhiên thấy được sư huynh vẽ những mưu tính đó mấy lần, một đám mây hẳn là đại biểu cho tỷ tỷ. Đằng sau, ta vẫn luôn ở trong núi, cũng không biết sư huynh đang làm cái gì ở bên ngoài, nhưng từ vết tích xê dịch quyển trục bên trong nhà tranh của sư huynh có thể phán đoán, sư huynh đã sớm bắt đầu biến những mưu tính này thành hành động. Mối chốt nhất trong này, hẳn là hai đồng tiền nhỏ, lúc mật thất dưới đất chưa trùng kiến, bức họa hai đồng tiền kia từng được treo ở bên trên tường mật thất về sau liền bị sư huynh tháo xuống vân tiêu khẽ lung lai bàn tay trắng nõn một đồng tiền xuất hiện trong lòng bàn tay đúng đúng chính là đồng tiền này để vật này ở chỗ ngươi ta mới an tâm nhất vân tiêu du lên rõ ràng linh nga lại là đột nhiên nghĩ đến điều gì nghiêng đầu sang chỗ khác dùng sức nhéo nhéo cái miệng của chính mình như vậy còn làm sao đấu chính mình liền làm phản đột nhiên cảm thấy hai bàn tay mềm sẹt qua đầu vai của mình Linh Nga còn chưa kịp phản ứng, đã bị tiên tử bên cạnh ôm chặt. Ai, đợi sau khi ta rời đi, hãy giúp ta chuyển cái ôm này cho hắn. Thứ này, thứ này còn có thể truyền. Lúc này ta và hắn còn chưa tới trình độ như vậy, tóm lại là không thể thân cận như thế, trong mắt Vân Tiêu toát ra mấy phần thoải mái. Cuối cùng, ở trước mặt hắn, ta nên gọi Linh Nga một tiếng tỉ tỉ. Dù sao, Ta suy nghĩ đều là chính mình nên đối với hắn như thế nào, lại chưa nghĩ tới bản thân Linh Nga người như thế nào. Đây là thiếu sót của ta, chóc tai của Linh Nga cũng đều có một chút phiếm hồng, có một chút bối rối nói. Ta nhỏ hơn tỷ tỷ nhiều nguyên hội như vậy, ta, chúng ta đi qua đi. Kỹ năng nấu nướng của sư huynh rất lợi hại. Vân tỷ tỷ muốn uống rượu không? Đây là rượu do sư huynh ta tự tay nhưỡng. Ừm, uống một ít cũng được. Vẫn tỷ tỉ, tỉ nếm thử món này đi, tay nghề của sư huynh ta rất cao. Quả thực là món ngon hiếm có, trước đây ta rất ít ăn, sau này chỉ sợ là sẽ có nhiều lộc ăn hơn. Chuyện, chuyện gì đã xảy ra? Tại cửa sổ phòng bếp tráng lệ giống như một tòa kim điện, Lý Trường Thọ bưng nổi sát ngửa người về đằng sau, buồn bực nhìn tình hình phía xa tên thức của hắn cũng giỏ xét không được thân ảnh của Vân Tiêu, cần dùng mắt thường để xem. Những tiểu sáo lộ hắn chuẩn bị để tương thân tương ái, thế nhưng đều không có đất dụng võ, Chính mình cái gì cũng không làm, Vân Tiêu cùng với Linh Nga liền trực tiếp thân cận như vậy. Nhìn ánh mắt Linh Nga thanh minh, nguyên thần sinh động, không có nửa điểm dị thường so với trước đây, hơn nữa căn cứ vào sự hiểu rõ của lý trường thọ đối với Linh Nga, lúc này Linh Nga thậm chí không còn căng thẳng như trước nữa, từng tiếng gọi tỉ tỉ kia. Kẻ làm sư huynh như hắn, cũng đều chưa từng được gọi ngọt ngào như vậy, Vân Tiêu ngày bình thường đều mang theo vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, chưa từng thân cận với người khác, ngoại trừ hai vị quỳnh biết tin tử có thể tiếp cận bên người Vân Tiêu. Nhưng Linh Nga và nàng, vào giờ phút này đang ngồi sóng vai, thậm chí lúc Linh Nga ngồi quỳ chân còn áp lên váy của Vân Tiêu, Vân Tiêu chẳng những không có để ý, ngược lại còn dùng một loại ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Linh Nga, ra tay rồi sao, Vân Tiêu ra tay rồi sao. Ông trời ơi, Vân Tiêu đang giúp Linh Nga thắt bím tóc, Lý Trường Thọ phảng phất như rơi vào vòng lẩn quẩn nghi hoặc, đi xuống theo vòng xoáy trồn ốc, khó có thể thoát ra, không phải là chính mình đối với hoàn cảnh hồng hoang có hiểu lầm gì đó. Cổ của Lý Trường Thọ cũng đều sắp bị chính mình kéo dài, lông mày càng nhăn càng sâu, con mắt càng trừng càng tròn. Vừa rồi chính mình làm sao lại nhân từ nương tay, không vận dụng đạo nhân giấy cá con, sớm biết liền hạ lòng hung ác, nghe lén các nàng rốt cuộc nói cái gì. Lúc ấy liền nghĩ nên tôn trọng hai người bọn họ, dù là cục diện lại khó giải quyết hơn cũng sẽ tiếp thu và bù đắp, làm sao bây giờ lại bao dung lẫn nhau rồi, trong mắt của Lý Trường Thọ lóe lên tinh quang, có trá, chắc chắn có trá để ta làm cho thủy thần, người đã sắp xào khét. Củ cải xanh gấm này thế nhưng nguyên liệu nấu ăn cực phẩm hiếm thấy, bạch trạch hô to lao đến, nhận lấy nồi sát đảo vài cái, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lợi hại, hắc, thật sự lợi hại. Tiểu Linh Nga bất quá chỉ có cảnh giới thiên tiên, cũng đều có thể hài hòa như thế cùng với vân tiêu tiên từ cảnh giới chuẩn thánh. Thủy thần, có bí pháp gì không? Nói không chừng ngày nào đó bần đạo cũng động phàm tâm, cũng đi tìm mấy vị tiên tử tìm kiếm một chút cảm tình. Lý Trường Thọ khoanh tay, tạp dề trên người chính là kỳ vật kiếp trước của hắn, trầm ngâm nói. Bạch tiên sinh, ý tưởng này của người có một chút không ổn, tốt nhất người không nên có mục đích gì trong chuyện tình cảm, nếu không sẽ mất đi sự đơn thuần và chân thành. Bạch trạch điều hòa hương vị trong nồi thức ăn, phản bác một câu thao thói quen. Vân đạo ngược lại là cảm thấy, thuyết pháp này của thủy thần có một chút không đúng, tình yêu nam nữ là từ âm thịnh dương suy, nếu không phải coi trọng đối phương một chút, thì làm sao có những câu chuyện tiếp theo. Bần đạo lan lộn bên trong phàm tục nhân tộc đâu chỉ vạn năm, những việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thiếu gia nhà ai phiên phiên phong độ, kiều nương nhà ai dáng vẻ thước tham mềm mại, nếu không phải cả hai ban đầu gặp mà tim đập thình thịch, có một đồ lẫn nhau, làm sao dạy tới gần lẫn nhau. Lý Trường Thọ nói, Việc này không thể quơ đũa cả nắm, sinh linh khác biệt có cái nhìn khác biệt, có người thiên về bên ngoài, có người thiên về bên trong, đều không có gì đáng trách, Bạch Trạch cười nói. Vậy thì cái nhìn của thủy thần đối với Vân Tiêu tiên tử, là thiên về bên trong hay là bên ngoài? Làm sao lại cảm thấy Bạch tiên sinh đang hỏi cung, Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, lạnh nhạt nói. Ban đầu nhìn thấy Vân Tiêu tiên tử, là cảm thấy Vân Tiêu tiên tử ôn nhu động lòng người, phần lớn tiên tử bên trong hồng hoang đều rất rất đẹp, nếu chỉ là như thế, ta thật sự chính là một cái thảo sắc. Thực ra, điều khiến ta ấn tượng lúc đó là vị tiên tử ôn nhu này thật lợi hại một câu quỳ xuống công minh lão ca liền trực tiếp quỳ bạch trạch xem thường cười cười thật hay giả đương nhiên lý trường thọ cười nói ta sở dĩ thưởng thức vân tiêu tiên tử ba phần ở chỗ nàng quả quyết lúc gặp chuyện ba phần ở chỗ lúc nàng ra tay tinh chuẩn hung ác bốn phần ở chỗ nàng ôn nhu nữ tử như vậy đúng là tồn tại có một chút kỳ lạ bạch trạch đặt món ăn trong nồi lên đĩa nhào mắt cười thủy thần sao lại không muốn thừa nhận mà thôi ngươi vui vẻ là được rồi lý trường thọ lắc đầu nói ta sẽ nấu thêm vài món làm phiền bạch tiền bối chuẩn bị thêm nguyên liệu nhân tiện phong ngữ chú siêu dài mở ra toàn lực liền nghe được trong gió mang đến lời nói rõ ràng của linh nga cùng với vân tiêu nhưng lý trường thọ hơi nghi hoặc một chút chính là hai người lại không đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến thọ ngược lại là thảo luận phương pháp tu hành tại kia nói là thảo luận tự nhiên là vân tiêu chỉ điểm linh nga tu hành vì vậy lý trường thọ càng trở nên thận trọng hơn một lát sau lý trường thọ cùng với bạch trạch mang theo thức ăn tinh xảo khác biệt bay tới cạnh đầm nước sắp xếp bát đũa và bàn ghế lý trường thọ vừa định nói chuyện bạch trạch liền đứng lên nói một câu chuyện này giữa chủ và tớ có khác biệt bần đạo bất quá chỉ là thủy thú kéo xe nhân giáo cộng thêm làm đầu bếp ta nằm ở bên cạnh là được bạch trạch nói xong cũng muốn thoát thân mà đi không đếm xỉa đến nhưng một bàn tay lớn vô tình ấn đến từ bên cạnh, ấn xuống đầu vai của Bạch Trạch. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ngày hôm nay tuy không có người ngoài, nhưng chuyện như vậy nếu bị người bên cạnh đi ngang qua nhìn thấy, còn cho rằng nhân giáo chúng ta hãm hại thụy thú, Bạch Trạch co quắp khóe miệng một trận, tròm dâu dây run dày. Thủy thần ngươi hãm hại còn ít sao. Còn dinh bạch xin bạch tiên sinh cùng nhau ngồi xuống đi. Tiếng nói nhu hòa của Vân Tiêu truyền đến, hôm nay tới đây thăm, ta cũng có một số việc muốn can dặn Bạch Tiên Sinh vài câu. Bạch Trạch đột nhiên giật mình một cái, đạo tâm căng thẳng vô cớ, y đứng lên trước, sau đó kéo vạt áo ngồi quy chân, cái eo thẳng tắp, mỉm cười, hiếp mắt, cúi đầu nói. Mời vân tiêu tiên tử phân phó. Bạch tiên sinh nói quá lời, ngươi là chi sĩ thượng cổ am hiểu mưu tính, sao lại nói chuyện phân phó, vân tiêu nhìn chăm chú vào lý trường thọ, trong mắt toát ra một chút ôn nhu, thấy lý trường thọ mỉm cười trước mắt lúc này mới nhìn về phía bạch trạch ta biết bạch tiên sinh tới nhờ và nhân giáo hẳn là có dự định của bản thân nhưng còn xin ghi nhớ Thủy thần cũng không phải là chỉ liên quan đến nhân giáo cam giáo đạo môn đều đã từng được hán tương trợ xin tiên tử yên tâm bạch trạch cúi đầu nói sau này bần đạo sẽ tận lực phụ tá thủy thần tuyệt đối không có vàng niệm phân tiêu nhẹ nhàng gật đầu hơi chớp mắt đối với lý trường thọ Điền tiếp tục nhẹ giọng nói nhỏ cùng với Linh Nga. Trong đáy lòng bạch trạch dài thở dài một hơi, tay trái run rẩy, cổ như bị mắc kẹt, xoay người vài cái rồi mới nhìn về phía Lý Trường Thọ, vừa định nói chuyện, một cơn gió nhẹ lướt qua, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Lý Trường Thọ không khỏi âm thầm nhíu mày. Tại sao vào lúc mọi người đối mặt với Vân Tiêu Tiên Tử, áp lực đều lớn như vậy, mang theo hai dấu chấm hỏi to lớn, Lý Trường Thọ đi sâu vào chủ đề giữa Vân Tiêu cùng với Linh Nga, lấy ra những kho kiến thức mà hắn chưa từng thể hiện trước đây, nói chuyện một cách thoải mái. Từ cách ăn mặc và phối màu, nói về các kiểu tóc khác nhau, và sau đó nói về mối quan hệ giữa tính tình, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện, làm cho Linh Nga cùng với Vân Tiêu cũng sẽ không có cảm giác đột ngột bị bỏ rơi. Nhưng thật không may, Lý Trường Thọ nói bóng nói gió, vẫn như cũ không có thể hỏi ra nửa điểm tin tức hữu hiệu, mãi cho đến khi hoàng hôn ngã về Tây, màn đêm buông xuống, Vân Tiêu mới nhớ ra mình không nên ở lâu, tiền cáo từ rời đi. Lý Trường Thọ mới vừa đứng dậy, muốn tiễn Vân Tiêu ra sơn môn, Linh Nga liền dặn dò một tiếng. Sư Huynh, cho dù dùng hóa thân, cũng nhớ rõ đưa Vân Tiêu tỉ tỉ về tam tiên đảo, Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng, cũng không dùng hóa thân, cưỡi mây đưa Tiêu Công Tử rời khỏi độ tiên môn. Bay ra khỏi tiên môn mấy ngàn dặm, Vân Tiêu dừng đám mây lại, quay người nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ trước mắt, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, Điều viết ở bên trong ánh mắt lúc này. Không cần thật sự tiễn ta về, nếu không ta sẽ lo lắng cho người, Lý Trường Thọ ho khan một tiếng, hỏi thẳng. Mặc dù hỏi như vậy là rất mất phong độ, nhưng ta xác thực rất buồn bực, ngươi cùng với Linh Nga đã nói thứ gì? Sau này ngươi có thể hỏi Linh Nga, nên ta sẽ không nói nhiều, ánh mắt của Vân Tiêu có một chút xa xăm, cúi đầu vứt lông mày, nhẹ giọng nói. Sau này, nếu ngươi cần ta làm cái gì, trực tiếp nói rõ là được, đừng có quá khó xử chính mình. Ngươi nếu như ngay cả ta cũng không tin nổi, ta và ngươi cần gì phải tương giao như thế?" Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi. "Có phải ngươi đã suy tính ra chuyện gì?" "Cũng không có." Vân Tiêu nhìn về phía một bên, Lý Trường Thọ nói. "Tiên tử có thể nhìn thẳng ta hay không?" Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt, hai người đối mắt với nhau, mây trăng sao trời biến mất trong nháy mắt một lúc sau lý trường thọ vừa muốn hỏi vấn đề vừa rồi một lần nữa vân tiêu lại chủ động mở miệng đồng tiền kia ta sẽ đảm bảo thật kỹ quả nhiên là suy tính đến nhưng tuyệt đối không biết nhiều ừm lý trường thọ cười nói đừng có lo lắng ta làm việc luôn bảo vệ bản thân trong mọi việc vân tiêu đột nhiên hỏi nếu ta có thể khám phá tình kiếp vượt qua kiếp nạn mệnh số ta và ngươi sẽ cùng nhau ngao du tam giới tìm kiếm sao trời, được chứ? Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú đôi mắt phảng phất như trở đầy tinh hà của nàng kia, thở dài. Ta còn tưởng rằng ngươi đang lo lắng cái gì, đột nhiên đến sơn môn thăm hỏi, lại giống là được Linh Nga chữa khỏi tâm thần, chưa từng nghĩ, ngươi đúng là có một chút lo được lo mất. Tính tình của Linh Nga cũng là thuốc hay chuyên trị loại tâm bệnh này, chẳng trách. Ừm, Vân Tiêu hơi chớp mắt. Khúc, lo được lo mất là chuyện thường xuyên xảy ra tại cảnh giới ấm lên có thể so sánh như tâm ma bên trong chuyện nam nữ lý trường thọ cười đưa tay phải ra ấm giọng nói chuyện này bắt nguồn từ lo lắng đối với lẫn nhau phân lượng của đối phương dưới đáy lòng càng ngày càng nặng biểu hiện chủ yếu chính là suy nghĩ quá nhiều trong đáy lòng có một chút không yên lòng nhưng kỳ thật đều không có gì có thể hay không cho ta mượn bàn tay một chút ừm Vân Tiêu đưa tay phải giống như bạch ngọc của nàng ra, ở dưới sự ra hiệu của Lý Trường Thọ, đầu ngón tay lấy biên độ run rẩy cực kỳ nhỏ, để trong lòng bàn tay của Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ trở tay bắt được tay mềm của nàng, nhưng lại không dùng lực. Hai gò má của Vân Tiêu treo một tia đỏ ửng, trong mắt có một tia nghi hoặc, Lý Trường Thọ hỏi. Ngươi có phải hay không đang lo lắng, đợi đạo tâm của ngươi viên mãn, liền sẽ không có chỗ cho ta. Sao ngươi lại biết? thực ra ta đã lo lắng về loại vấn đề này tay phải của lý trường thọ hơi dùng sức nhưng về sau liền bình thường trở lại vân Tư vội hỏi vì sao lại bình thường ta làm việc luôn luôn cậu ổn lý trường thọ cười nói trước đây lúc suy nghĩ những chuyện này so với suy nghĩ của ngươi còn muốn phức tạp hơn rất nhiều nhưng không phải là không có cách nào thuyết phục chính mình thừa nhận tâm ý của chính mình ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi nghe nếu ngươi và ta có thể tu được nhân duyên đạo viên mãn lại bởi vậy khiến cho ngươi vượt qua tình kiếp trong lòng không còn có ta vậy thì ta lại làm tăng trải đạo tâm của ngươi chui vào là được thậm chí ta còn đã từng cân nhắc nếu sau này ngươi vạn nhất bị thương mất trí nhớ thì sẽ như thế nào ta đây liền sẽ viết câu chuyện giữa ta và ngươi thành một cuốn truyện để ngươi đọc lại từ đầu diễn một lần một lần nữa cùng với ngươi còn có đủ loại tình huống ta đều đã từng cân nhắc kỹ càng mới hạ quyết tâm phát triển thuận theo tự nhiên cùng với ngươi kỳ thật những tình huống đó cũng không tính là quá phiền phức làm ta bối rối nhiều nhất chính là tu vi của ta không đủ không thể bảo vệ ngươi ở bên trong kiếp nạn ngươi có khả năng phải đối mặt sau này nhưng về sau lại suy nghĩ rõ ràng nếu ta dùng hết khả năng cũng không bảo hộ được ngươi cũng không xứng kết thành nhân duyên đạo quả cùng với ngươi vừa rồi ngươi hỏi ta cái gì vân tiêu dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào lòng bàn tay của lý trường thọ lý trường thọ hiểu ý buông bàn tay ra trong đáy lòng cũng không khỏi có một chút thất lạc nhưng sau đó hắn liền cảm giác được Giữa ngón tay của chính mình nhiều thêm mấy ngón tay ngọc mềm mại, vô thức nắm nhẹ bàn tay, cảm thấy rằng mười ngón tay đã đan vào nhau, Vân Tiêu nhìn chăm chú hai mắt của hắn, ôn nhu nói: "Nếu ta vượt qua tình kiếp, đạo tâm không có ngươi, ta liền hủy đạo tâm, gia tăng chấp niệm liên quan với ngươi, vừa rồi ta mới hỏi, ta và ngươi có thể lấy kiếp nạn làm giao ước, đợi ta vô kiếp vô tài, sẽ nguyện ý ngao du tam giới cùng với ta, tìm kiếm xa trời." Nguyện ý có hẹn ước ngày hôm nay, lòng không cần do dự, bàn tay mềm của Vân Tiêu chậm rãi trượt trở về. Hãy bảo vệ bản thân, làm những gì có thể, đừng cưỡng ép làm trái thiên mệnh, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Yên tâm, ta thật sự ổn, sau đó vái chào hành lễ, được Vân Tiêu hạ thấp người đáp lại. Tiên tử bước đi trên mây, bước được một bước rưỡi liền quay đầu nhìn lại, nhưng cuối cùng nàng vẫn hóa thành mây mù tiêu tán ở giữa thiên địa, Lý Trường Thọ lặng lặng ngừng chân hồi lâu đại kiếp phong thần, lại cố gắng mưu đồ thêm một chút. Ừm, trở về còn phải tiến hành một lần sư huynh muội trò chuyện vui vẻ cùng với Linh Nga, ban thưởng khẳng định là sẽ cấp cho, dù sao thì không bao lâu nữa Linh Nga liền sẽ đi ra ngoài lịch luyện, viết nhiều thêm một chút kinh văn cũng là có ích vô hại. Một người con đường phía trước có sinh tử kiếp, một người phía trước còn có trường sinh kiếp, khiến cho thọ đau đầu, khó có thể bớt lo. Một khắc trước, trong mây mù mờ ảo, bên ngoài tam giới thiên địa, trên bậc thềm của cung điện nào đó, hơn mười mấy đạo thân ảnh tụ ở chỗ này, nhìn. Nhìn vào vân kính dùng bốn thanh tuyệt thế bảo kiếm làm khung, ngưng tụ thành từ đại pháp lực. Lúc này Chu Tiên Tư Kiếm biểu hiện ra hiệu quả dị thường xuất sắc, hình ảnh không chỉ vô cùng rõ ràng, vừa có thể đổi thành bốn cái góc độ khác biệt, càng có thể tiếp cận thực tế, diễn dịch ngữ điệu nói chuyện, khí tức của người bên trong hình ảnh không sai biệt lắm, làm người xem phảng phất như đang ở hiện trường, thực sự. Không hổ danh xưng trí bảo tiên thiên, bên trong hình ảnh, một nam một nữ đan xen mười ngón tay đang truyền ra âm thanh kia. Ta thật sự ổn. Chúng tiên ngồi trên bậc thang có những biểu tình khác nhau. Bọn họ cũng là vừa mới đến nơi này, liên bị sư tôn đại nhân ra hiệu xem đoạn hình ảnh hiện ra trên vân kính này. Mấy vị nữ tiên đầy dãy cảm khái, mấy vị nam tiên lộ vẻ mặt vui mừng. Cũng chỉ có một hai sinh linh cầm ngọc phù ghi chép đại sư tình cảm tam giáo dạy học thực tế. Ai, thanh niên đạo sĩ ngồi tại chỗ cao nhất, cầm một quả nhau màu vàng óng nhét vào trong miệng nếu như các ngươi có ba thành bản lãnh phát triển tình duyên của tiểu trường canh càng ngày chỉ biết tu hành tu hành khiến cho bên trong tam giáo hiện tại thực lực của đệ tử tiệt giáo chúng ta cao hơn một đoạn so với xiển giáo kiếp nạn đạo môn thịnh cực mà suy không tìm lên trên đầu tiệt giáo chúng ta còn có thể tìm ai đa bảo đạo nhân triệu công minh kim linh thánh mẫu ô vân đại tiên hơn mười vị tiên nhân đồng thời cúi đầu xưng phải quy linh thánh mẫu nhỏ giọng nói sư tôn là năm đó ngài thu đổ quá nhiều, chúng ta cũng không dám thu đệ tử. Chuyện kia không quan trọng, thanh niên đạo sĩ vung tay lên. Ai phân tích thử xem, đoạn chia tay bịn bị xịn trên mây này, trọng yếu nhất chính là cái gì, đám người trầm ngâm một hồi, đa bảo cười nói. Đệ tử lắng nghe sư tôn dạy bảo.